trong thứ Hai ngày 8 tháng 3 hôm nay, Canada sẽ nhận được hơn 910.000 liều vaccine COVID-19 trong tuần này. Ngày 11 tháng 3 là ngày tưởng niệm cho những người Canada chết vì COVID-19, Thủ tướng Trudeau tuyên bố. Lệnh ở nhà được chính thức dỡ bỏ hôm nay ở Toronto và vùng Peel, trong khi tỉnh Ontario ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm mới. Tỉnh Quebec không tuân theo các khuyến nghị từ Hội đồng chuyên gia vaccine quốc gia sẽ sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi. Tỉnh Alberta nới lỏng nhiều hạn chế COVID-19 hơn, hoàn thành bước 2 của kế hoạch mở cửa trở lại. Trong khi đó, tại tỉnh BC, các quan chức đã nhận được hơn 1 triệu cuộc gọi trong vòng 1 giờ sau khi mở đường dây điện thoại đến các cuộc hẹn tiêm vaccine cho người cao tuổi. Các quan chức y tế cho biết bạn đừng lo lắng, vẫn còn lịch hẹn. Bùng phát COVID-19 mới ở một viện dưỡng lão tại tỉnh BC, nơi cư dân và nhân viên đã được tiêm chủng. Chính phủ liên bang và tỉnh BC công bố chương trình viện trợ tiền thuê nhà trị giá 517 triệu đô la. Và CDC của Hoa Kỳ cho biết những người được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập mà không cần đeo khẩu trang ở Hoa Kỳ. Gia đình Hoàng gia Anh rơi vào khủng hoảng sau khi hoàng tử Harry và Meghan cáo buộc tình trạng phân biệt chủng tộc trong một cuộc phỏng vấn với bà Oprah Winfrey. Dịch vụ y tế quốc gia Anh phê duyệt một loại thuốc có giá gần 2,5 triệu đô la một liều. Thái Lan sẽ giảm thời gian cách ly cho du khách đã tiêm vaccine. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin tức thế giới đáng chú ý khác, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Xin chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3. Nếu các bạn nào chưa đăng ký subscribe, Hoàng Anh mời các bạn subscribe và nhớ bấm nút chuông để được nhận thông báo khi có video mới và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách giúp chia sẻ video và nhớ bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin hữu ích nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Canada dự kiến sẽ nhận được 910.000 liều vaccine COVID-19 trong tuần này, khi các công ty dược phẩm tăng cường giao hàng để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của họ vào cuối tháng. Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết, Canada sẽ nhận được gần 445.000 mũi tiêm từ Pfizer trong tuần thứ hai liên tiếp, khi các công ty ổn định trở lại sau thời gian tạm giảm trong tháng Giêng và tháng 2. Dự kiến sẽ có 465.000 mũi tiêm còn lại từ Moderna, khi công ty dược phẩm này đẩy mạnh lịch trình giao hàng từ 3 tuần một lần lên 2 tuần một lần. Hàng loạt các mũi tiêm mới đến Canada khi chính phủ liên bang mong đợi các nhà sản xuất vaccine hoàn tất việc phân phối tổng cộng 8 triệu liều cho đến ngày 31 tháng 3. Con số đó bao gồm 5,5 triệu liều từ Pfizer và 2 triệu liều từ Moderna. Canada đã nhận được 500.000 liều vaccine AstraZeneca vào tuần trước. Chính phủ liên bang chỉ có thể nhận chuyến hàng mới từ AstraZeneca cũng như vaccine mới được chấp thuận từ Johnson & Johnson vào tháng sau. Bộ trưởng Bộ Thu Mua Anita Anand cho biết, chính phủ hiện đã xác nhận tổng số 36,5 triệu liều vaccine được giao trước ngày Canada Day, đủ để cung cấp một liều duy nhất cho tất cả người trưởng thành vào thời điểm đó. Con số đó không bao gồm 10 triệu liều được mua từ Johnson & Johnson và 20 triệu liều đến trực tiếp từ AstraZeneca. Tất cả các loại vaccine ngoại trừ Johnson & Johnson đều được tiêm 2 liều. Các tỉnh hiện đang chuyển sang thực hiện hướng dẫn mới từ Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng, viết tắt là NACI, tiêm những mũi này cách nhau tối đa 4 tháng thay vì 3 hoặc 4 tuần. Việc này giúp có nhiều người hơn được chủng ngừa khi bằng chứng thực tế cho thấy dữ liệu mạnh mẽ rằng chỉ cần một liều tiêm là đã có hiệu quả bảo vệ cao. Tiến sĩ Theresa Tam, Giám đốc Y tế Công cộng, đã cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng hơn 2,2 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada tính đến thứ Sáu. Chỉ trong 7 ngày qua, hơn 457.000 người đã được chủng ngừa, gấp 2 lần rưỡi so với cùng kỳ 2 tuần trước đó. Thủ tướng ấn định ngày 11 tháng 3 là ngày tưởng niệm cho những người Canada đã tử vong vì COVID-19. Chính phủ liên bang chỉ định ngày 11 tháng 3 là ngày kỷ niệm một năm Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, là ngày quốc gia tưởng nhớ những người đã chết do virus này. Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố trong một tuyên bố vào thứ Hai hôm nay, nói rằng
ngày này cũng sẽ phản ánh những tác động đáng kể mà tất cả mọi người đã cảm thấy do COVID-19, từ việc bị cách ly và thất nghiệp đến mất thời gian với bạn bè và gia đình. Đầu năm ngoái, cuộc sống của chúng ta và của tất cả mọi người trên khắp thế giới đã vĩnh viễn thay đổi bởi sự xuất hiện của COVID-19, Thủ tướng Trudeau nói. Hôm nay, một năm sau cái chết đầu tiên vì căn bệnh này của một người Canada, chúng ta thương tiếc sự mất mát bi thảm của hơn 22.000 cha mẹ, anh chị em, bạn bè và những người thân yêu. Tuần này, chính phủ mời người dân Canada suy nghĩ về những người đã chết và các nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên thiết yếu khác, những người đã ở tuyến đầu của cuộc chiến chống lại coronavirus. Trong cuộc khủng hoảng này, người Canada vẫn kiên cường, họ đã giúp đỡ những người hàng xóm, đóng góp cho các tổ chức, đặt các bảng hiệu trên cửa sổ của họ để hỗ trợ các nhân viên chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ bất cứ khi nào có thể, Thủ tướng Trudeau nói. Lệnh ở nhà được chính thức dỡ bỏ vào thứ Hai hôm nay ở Toronto và vùng Peel, nhiều nhà bán lẻ mở cửa trở lại. Chính phủ thủ hiến Ford đã thông báo Toronto và vùng Peel sẽ được chính thức dỡ bỏ lệnh ở nhà và đưa vào vùng màu xám khóa cửa. North Bay Parry Sound District sẽ trở lại cấp độ màu đỏ kiểm soát. Phần còn lại của các vùng GTA, York, Durham và Halton cũng vẫn ở cấp độ màu đỏ kiểm soát. Các biện pháp tại vùng màu xám là vùng khóa cửa. Các cửa hàng thiết yếu có thể mở cửa tới 50% công suất, các cửa hàng khác có thể mở cửa đến 25% công suất và phải sàng lọc khách hàng. Đối với các sự kiện ngoài trời được giới hạn 10 người trở xuống, sự kiện trong nhà không được phép. Các nhà hàng và quán bar, ăn uống trong nhà và ngoài trời bị cấm, các nhà hàng có thể mở cửa để nhận và giao hàng tận nơi. Dịch vụ chăm sóc cá nhân vẫn còn phải đóng cửa. Phòng tập thể dục và giải trí vẫn phải đóng cửa ngoại trừ các vận động viên vận động thể chất cao và các khu chăm sóc trẻ em. Các cơ sở giải trí ngoài trời có thể mở cửa với những hạn chế, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Thành phố Ottawa tiêm vaccine COVID-19 cho những người sinh trước năm 1931. Thành phố Ottawa đang bổ sung thêm nhiều phòng khám tiêm vaccine COVID-19 di động để bảo vệ cho một số cư dân trong 14 khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn và mở rộng khả năng đủ điều kiện cho tất cả những người đã hoặc sắp 90 tuổi trong năm nay. Bất kỳ ai sinh vào hoặc trước năm 1931 đều có thể gọi cho số điện thoại 613-691-5505 để lấy hẹn bắt đầu từ thứ Tư. Bất kể họ sống ở đâu trong thành phố, phòng khám của họ sẽ bắt đầu tại Nepean Sportsplex vào thứ Sáu. Tuần trước thì thành phố đã thông báo rằng những người sống trong khu vực có nguy cơ cao sinh trước năm 1941 hoặc là người lớn được chăm sóc tại nhà vì tình trạng sức khỏe mãn tính có thể tiêm vaccine. Những người thuộc diện này chưa chủng ngừa lần đầu vẫn có thể đăng ký bằng cách gọi cho số điện thoại 613-691-5505 để lấy hẹn. Những người này sẽ chỉ bắt đầu tiêm vaccine vào thứ Sáu theo lịch hẹn. Đường dây điện thoại hoạt động 7 ngày một tuần với các dịch vụ bằng nhiều ngôn ngữ và mọi người có thể để lại tin nhắn để được gọi lại. Ngày, giờ và địa điểm của cuộc hẹn sẽ được cung cấp khi họ đặt lịch hẹn. Các phòng khám di động hiện đang đến nhiều nơi hơn như tòa thị chính và các trung tâm cộng đồng Overbrook và Greenboro. Cũng trong ngày thứ Tư, hàng chục nghìn nhân viên y tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ có thể đăng ký hẹn để nhận được email khi đến lượt. Những nhân viên đó bao gồm nữ hậu sinh, nha sĩ, nhân viên chăm sóc chính, bác sĩ chuyên khoa trong cộng đồng, nhân viên phòng khám. Đăng ký trước cũng sẽ được mở cho tất cả nhân viên tuyến đầu và tiếp xúc với bệnh nhân trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm người trông coi, nhân viên an ninh và nhân viên lễ tân. Người bản địa từ 50 tuổi trở lên hiện cũng đủ điều kiện để chủng ngừa. Tính đến lần cập nhật cuối cùng vào thứ Sáu, hơn 57.000 liều vaccine đã được tiêm ở thành phố Ottawa. Tỉnh BC đã nhận được hơn 1 triệu cuộc gọi trong vòng 1 giờ sau khi mở đường dây điện thoại đến các cuộc hẹn tiêm vaccine cho người cao tuổi. Các trung tâm cuộc gọi ở tỉnh BC đã nhận được hơn 1 triệu cuộc gọi trong giờ đầu tiên sau khi mở cửa lúc 7 giờ sáng tại các cơ quan y tế khu vực Fraser, vùng Island, Interior, nội địa, Northern, phía Bắc và Vancouver Coastal, ven biển Vancouver, để cho phép đặt lịch hẹn cho những cư dân lớn tuổi nhất là từ 90 tuổi trở lên và những người bản địa từ 65 tuổi trở lên.
Trong vòng chưa đầy 3 giờ sau khi mở cửa đã có trên 1,7 triệu cuộc gọi. Bộ trưởng Bộ Y tế Adrian Dix cho biết có khoảng 47.000 người trong tỉnh từ 90 tuổi trở lên và 35.000 người bản địa trên 65 tuổi. Vì vậy, ông kêu gọi bất kỳ ai không gọi thay mặt cho những người trong độ tuổi này và những người chưa đến độ tuổi dựa trên năm sinh không nên gọi điện thoại cho tổng đài. Vẫn còn 5 ngày nữa để đặt lịch hẹn cho những người ở các nhóm tuổi đó. Vì vậy, nếu những người gọi không gọi được trong ngày hôm nay, vẫn còn thời gian. Khu vực Fraser Health là cơ quan duy nhất triển khai hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến vào ngày đầu tiên. Bộ trưởng Dix cho biết, các nền tảng đặt lịch hẹn trên trang web trên khắp các khu vực sức khỏe khác cũng sẽ được mở khi đến các nhóm tuổi trẻ hơn. Ai hiện đủ điều kiện? Người cao niên sẽ được yêu cầu gọi điện thoại trong những tuần tiếp theo dựa trên độ tuổi của họ. Đối với tuần bắt đầu ngày 8 tháng 3, người cao niên sinh năm 1931 trở về trước, tức là từ 90 tuổi trở lên, hoặc người cao niên bản địa sinh năm 1956 trở về trước, tức là từ 65 tuổi trở lên. Bắt đầu tuần 15 tháng 3, các người cao niên sinh năm 1936 trở về trước, tức là 85 tuổi trở lên. Từ tuần của ngày 22 tháng 3, những người cao niên sinh năm 1941 trở về trước, tức là từ 80 tuổi trở lên. Khi ai đó đủ điều kiện, họ có thể đặt lịch hẹn bất kỳ lúc nào, có nghĩa là không ai sẽ bị bỏ lỡ thời hạn đặt lịch hẹn của họ. Các bạn có thể tìm thấy số điện thoại của mỗi vùng được ghi trên trang web của chính phủ tỉnh BC. Chúng tôi cũng có ghi các số điện thoại này ở dưới phần description box. Chính phủ tỉnh Alberta tìm kiếm các đề xuất để phát triển, sản xuất vaccine COVID-19 trong nước. Sáng kiến mới này đã được công bố vào thứ Hai. Hồ sơ được nộp trực tuyến từ các tổ chức và công ty quan tâm sẽ được chấp nhận cho đến nửa đêm ngày 21 tháng 3. Bộ trưởng phụ trách việc làm, kinh tế và đổi mới của tỉnh Alberta là ông Doug Schweizer cho biết tỉnh bang cần bảo đảm nguồn cung cấp vaccine trong nước khi các biến thể COVID-19 mới xuất hiện. Bộ Việc làm, Kinh tế và Đổi mới đã phát triển một chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của ngành dược phẩm và khoa học đời sống, bao gồm cả phát triển năng lực sản xuất dược phẩm. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai, Thủ hiến Jason Kenney cho biết không có ngân sách cố định cho sáng kiến mới. Nếu một hoặc nhiều gói thầu được coi là khả thi, tỉnh sẽ ưu tiên các đơn hàng quy mô lớn hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho các dự án này. Ông nói thêm rằng, có một mối quan tâm lâu dài đến việc tỉnh Alberta cải thiện năng lực sản xuất vaccine để đối phó với các biến thể COVID-19 và để chuẩn bị cho các đại dịch khác trong tương lai. Gần 40% các trường hợp được báo cáo ở thành phố Toronto hiện là biến thể COVID-19 đáng lo ngại. Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, bác sĩ Eileen Davila cho biết gần 40% các trường hợp được báo cáo ở thành phố Toronto là từ đột biến. 2.004 người đã xét nghiệm dương tính với các biến thể và dự kiến sẽ được xác nhận là các biến thể đáng lo ngại ở Toronto, bác sĩ hàng đầu của Toronto cho biết. Một tuần trước, con số đó là 1.179. Vì vậy, chúng tôi gần như tăng gấp đôi con số đó trong vòng một tuần. Bác sĩ Davila cho biết, bà cũng nói thêm rằng, bà lo lắng về tác động tiềm tàng của các biến thể đối với vaccine, nói rằng, mặc dù các phương pháp điều trị mạnh mẽ và tự tin rằng vaccine có thể được điều chỉnh để phù hợp với các biến thể đối kháng, nhưng chúng ta không thể sao lãng. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 8 tháng 3, Canada báo cáo thêm 3.045 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 890.696 ca. Trong số đó có 30.256 ca còn bệnh. Có hơn 838.000 ca đã hồi phục. Số ca tử vong hiện là 22.276. Tại tỉnh Quebec, người dân ở nhiều vùng trong tỉnh sẽ có thể ăn trong nhà hàng và tập thể dục trong các phòng tập bắt đầu từ thứ Hai hôm nay, khi 5 vùng được hạ cấp từ màu đỏ xuống màu cam trên hệ thống cảnh báo đại dịch được mã hóa bằng màu sắc của tỉnh. Tỉnh báo cáo thêm 579 ca bệnh mới và thêm 9 ca tử vong. Số ca nhập viện trên địa bàn tỉnh hiện là 590 ca, với 108 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Quebec sẽ không tuân theo các khuyến nghị từ Hội đồng Chuyên gia Vaccine Quốc gia của Canada là NACI liên quan đến việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca mới được phê duyệt. Tỉnh cho biết rằng Ủy ban Chuyên gia về Vaccine của tỉnh đang khuyến cáo rằng
tất cả các liều vaccine đã được phê duyệt phải được sử dụng ngay lập tức, đặc biệt cho những người ở độ tuổi 70 để giảm tử vong và nhập viện. Trong khi đó, thì Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng của Canada, NACI, cho biết vaccine AstraZeneca khuyến nghị không nên tiêm cho những người từ 65 tuổi trở lên vì không đủ dữ liệu. Tuy nhiên, tỉnh Quebec cho biết thực tế là vaccine AstraZeneca không cần phải bảo quản đông lạnh sẽ giúp các quan chức thực hiện nhiều chiến dịch tiêm chủng lưu động hơn và tiếp cận bệnh nhân tại nhà. Tỉnh Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, báo cáo thêm 1.631 ca COVID-19 mới và thêm 10 ca tử vong trong thứ Hai hôm nay. Số ca nhập viện trong tỉnh là 626 trường hợp, với 282 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Chính quyền tỉnh cho biết số lượng ca bệnh hôm nay cao hơn dự kiến do một quy trình bắt kịp dữ liệu trong hệ thống. Tỉnh hiện có 935 trường hợp liên quan đến các biến thể đáng lo ngại. Tổng cộng đã có 273.676 người ở Ontario hiện đã được tiêm cả hai mũi tiêm. Bên bờ Tây, tỉnh British Columbia công bố 1.462 ca bệnh mới cùng 11 ca tử vong liên quan đến COVID-19 vào cuối tuần qua. Cán bộ y tế tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry, đã xác nhận thêm 144 biến thể đáng lo ngại, nâng tổng số biến thể COVID-19 ở BC lên 394 ca. Một đợt bùng phát COVID-19 mới đã được công bố tại trung tâm chăm sóc Cottonwood ở khu vực Interior nội địa, nơi nhân viên và cư dân đã được tiêm vaccine. Trong cuộc họp báo, bà Bonnie Henry cho biết sau khi tiêm chủng không có nghĩa là việc lây truyền sẽ ngừng và các biện pháp phòng ngừa phải được áp dụng cho người cao niên và các viện dưỡng lão. Bà nói, bạn có thể lây bệnh ngay cả khi mọi người đã được tiêm phòng đầy đủ. Bệnh có vẻ nhẹ hơn và không lây truyền nhiều, và chúng ta sẽ không thấy các đợt bùng phát nhanh chóng. Bà Henry nói thêm rằng tỉnh sẽ đưa ra hướng dẫn mới vào cuối tháng để cho phép tăng cường các chuyến viếng thăm tại các viện dưỡng lão. Cho đến nay, 333.327 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở tỉnh BC. Tại tỉnh Alberta, các quan chức y tế báo cáo 278 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Tyler Shandro cho biết, với số ca bệnh và tỷ lệ dương tính tiếp tục giảm, tỉnh có thể an toàn hoàn thành bước 2 của kế hoạch mở cửa trở lại. Tại các tỉnh Prairie, Manitoba có 63 ca nhiễm mới và thêm 1 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 97 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Tại khu vực Đại Tây Dương, Prince Edward Island báo cáo 2 ca nhiễm mới. Thủ hiến Dennis King cho biết, ông tin rằng bong bóng du lịch Đại Tây Dương sẽ hoạt động trở lại vào đầu mùa xuân. Nova Scotia không có ca nhiễm mới. Tại Newfoundland, các quan chức y tế báo cáo 3 ca nhiễm mới và ở New Brunswick có 5 ca nhiễm mới. Chính phủ liên bang và tỉnh BC công bố chương trình viện trợ tiền thuê nhà trị giá 517 triệu đô la. Những người dễ bị tổn thương ở tỉnh BC đang vật lộn để trả tiền thuê nhà hàng tháng hoặc tìm nơi ở giá cả phải chăng. Những người dễ bị tổn thương ở tỉnh BC đang vật lộn để trả tiền thuê nhà hàng tháng hoặc tìm nơi ở giá cả phải chăng hiện đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà theo chương trình được chính phủ liên bang và tỉnh BC công bố hôm nay. Phúc lợi nhà ở Canada, tỉnh BC, bù đắp các khoản thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng. Theo Bộ trưởng Phát triển Xã hội Trẻ em và Gia đình Liên bang cho biết, chương trình kéo dài 10 năm, trị giá 517 triệu đô la nhằm giúp 25.000 hộ gia đình trả tiền thuê nhà. Ông cho biết phúc lợi trung bình cho những người được nhận trên khắp Canada là khoảng 2.500 đô la một năm, nhưng số tiền thanh toán ở tỉnh BC có thể tăng lên tùy theo chi phí thuê nhà. Chương trình có thể giúp những người sống trong các khu nhà cho thuê trả tiền hàng tháng hoặc đưa những người vô gia cư vào nhà ở. Ông David Abbey, Bộ trưởng chịu trách nhiệm về nhà ở của tỉnh BC, cho biết phúc lợi sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình hiện không đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ cho thuê nhà của tỉnh hoặc trợ cấp nơi trú ẩn cho người cao tuổi thuê nhà. Ông cho biết các phúc lợi này nhằm giúp phụ nữ thoát khỏi bạo lực gia đình, người bản địa và thuộc chủng tộc thiểu số, cựu chiến binh, người khuyết tật, thanh niên rời bỏ nơi chăm sóc và những người đang trải qua cảnh vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư. Bộ trưởng Ahmed Hossein cho biết chiến lược nhà ở quốc gia của chính phủ liên bang cam kết hơn 70 tỷ đô la cho các chương trình nhà ở giá rẻ trong vòng 10 năm.
dự án bắt đầu xây bệnh viện St. Paul mới ở thành phố Vancouver. Dự án tái phát triển bệnh viện lớn nhất trong lịch sử của tỉnh BC, bệnh viện St. Paul mới tại trung tâm y tế Jim Patterson đã bắt đầu. Bệnh viện mới, một bệnh viện chăm sóc cấp tính đầy đủ dịch vụ và khuôn viên y tế tổng hợp, sẽ có sức chứa lên đến 548 giường, trong đó có 115 giường mới. Đây cũng sẽ là địa điểm của một số chương trình và trung tâm giới thiệu, bao gồm chăm sóc tim và phổi, thận, phẫu thuật chuyên khoa và cấy ghép và rối loạn ăn uống. Cơ sở mới sẽ được xây dựng tại địa điểm Station Street rộng 18,4 mẫu Anh, là một trong những địa điểm chưa phát triển lớn nhất ở thành phố Vancouver. Bệnh viện cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc tổng quát và chuyên khoa, bao gồm chăm sóc HIV, AIDS, dịch vụ quản lý bệnh mãn tính, chăm sóc khẩn cấp và nguy kịch, giường bệnh và chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần và nghiện ngập, dịch vụ cứu thương và phòng khám ngoại trú, chăm sóc cuối đời, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người bản địa, dịch vụ thai sản và các chương trình tiếp cận cộng đồng. Bệnh viện mới sẽ trị giá 2 tỷ 174 triệu đô la, với chính quyền tỉnh bang cung cấp 1 tỷ 327 triệu đô la. St. Paul's Foundation cam kết huy động được 125 triệu đô la và Providence Healthcare sẽ đầu tư số tiền còn lại từ việc bán bệnh viện St. Paul hiện tại. Tỉnh cho biết bệnh viện St. Paul sẽ tiếp tục hoạt động hết công suất tại địa điểm hiện tại trên Borough Street cho đến khi bệnh viện mới mở cửa. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Cơ quan CDC của Hoa Kỳ cho biết những người được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập mà không cần đeo khẩu trang. Những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tụ tập với những người đã được tiêm phòng khác trong nhà mà không cần đeo khẩu trang hoặc giãn cách xã hội, theo hướng dẫn mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Các khuyến nghị cũng cho rằng những người được tiêm chủng có thể đến cùng với những người được coi là có nguy cơ mắc bệnh nặng thấp, chẳng hạn như trong trường hợp ông bà được tiêm phòng đến thăm con cháu khỏe mạnh. Hướng dẫn được đưa ra để giải quyết việc ngày càng nhiều người trưởng thành tiêm chủng và tự hỏi liệu họ có sự tự do hơn để thăm các thành viên trong gia đình, đi du lịch hay làm những việc khác như trước đại dịch COVID-19 hay không. Cơ quan CDC tiếp tục khuyến cáo những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người và tạo khoảng cách an toàn với người khác khi ra ngoài nơi công cộng. CDC cũng khuyên những người được tiêm chủng nên đi xét nghiệm nếu họ phát triển các triệu chứng có thể liên quan đến COVID-19. Các quan chức cho biết một người được coi là đã được tiêm phòng đầy đủ sau 2 tuần kể từ khi nhận được liều vaccine cuối cùng. Khoảng 31 triệu người Mỹ hoặc chỉ khoảng 9% dân số Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 cho đến nay, theo cơ quan CDC. CDC đã không thay đổi các khuyến nghị của mình về việc đi lại. Họ không khuyến khích việc đi lại không cần thiết và kêu gọi xét nghiệm trong vòng vài ngày sau chuyến đi. Điều đó có vẻ khó hiểu đối với những người đã được tiêm chủng, với hy vọng về thăm gia đình trên khắp đất nước hoặc nước ngoài. Bác sĩ Lina Wen, một bác sĩ cấp cứu và giáo sư sức khỏe cộng đồng tại Đại học George Washington, cho biết hướng dẫn mới cũng không nói gì về việc đi ăn nhà hàng hoặc những nơi khác, mặc dù các thống đốc đang dỡ bỏ các hạn chế đối với doanh nghiệp. Hướng dẫn của CDC cũng không đề cập tới những người có thể đã đạt được một mức độ miễn dịch khi đã bị nhiễm và đang hồi phục sau khi bị bệnh. Gia đình hoàng gia rơi vào khủng hoảng sau khi hoàng tử Harry và Meghan cáo buộc tình trạng phân biệt chủng tộc trong cuộc phỏng vấn với bà Oprah Winfrey. Gia đình hoàng gia Anh đã phải đối mặt với những chấn động sau khi hoàng tử Harry và Meghan, nữ công tước xứ Sussex, làm rung chuyển dòng họ này với nhiều cáo buộc tàn khốc trong cuộc phỏng vấn với bà Oprah Winfrey. Trong suốt 2 giờ, cặp vợ chồng đã vẽ nên một bức tranh bên trong cuộc sống gia đình hoàng gia, mô tả một thể chế lạnh lùng đến mức để cho hai người phải tự chống chọi với tình trạng phân biệt chủng tộc và sức khỏe tâm thần, buộc họ phải im lặng và cuối cùng khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn khỏi cung điện hoàng gia. Cô Meghan đã nói với bà Oprah rằng, tại một thời điểm, tôi không còn muốn sống nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua bộ phận dân sự của cung điện, nhưng được cho biết là không thể làm gì được. Meghan, 39 tuổi, thừa nhận rằng cô ngây thơ khi bắt đầu mối quan hệ với hoàng tử Harry và không chuẩn bị cho những nghiêm ngặt của cuộc sống hoàng gia. Cặp đôi đã cực kỳ chỉ trích cách hoàng gia đối xử với họ. Cô Meghan tiết lộ một cáo buộc đáng kinh ngạc
vì sự phân biệt chủng tộc từ một thành viên của gia tộc đối với con trai của cô. Cựu ngôi sao truyền hình, người mang hai dòng máu, nói rằng khi cô mang thai cậu con trai Archie, đã có những mối quan tâm và cuộc trò chuyện về việc làn da của bé có thể sẫm màu như thế nào khi chào đời. Hoàng tử Harry xác nhận cuộc trò chuyện, nói rằng tôi hơi sốc. Harry nói rằng anh sẽ không tiết lộ ai là người đưa ra bình luận, mặc dù bà Oprah nói rằng anh đã nói với bà rằng đó không phải là ông bà của anh, nữ hoàng Elizabeth, hay chồng bà, hoàng thân Philip. Trong khi đó, hoàng tử Harry thừa nhận các mối quan hệ của mình với cha là thái tử Charles và anh trai là hoàng tử William đã gặp căng thẳng nghiêm trọng trong những năm gần đây và cho rằng gia đình có thể đã đặt những câu chuyện trên phương tiện truyền thông nhằm gây tiếng xấu cho anh và Meghan. Cả hoàng tử Harry và Meghan đều nói một cách trìu mến về nữ hoàng, mô tả bà là người quan tâm và tốt bụng ngay từ đầu. Trong một đoạn clip được phát hành hôm thứ Hai, không được phát sóng vào tối hôm trước, hoàng tử Harry nhắc lại rằng phân biệt chủng tộc là một phần lớn lý do cặp đôi rời khỏi Anh quốc và anh đổ lỗi cho báo chí lá cải của anh là độc hại. Vào chiều thứ Hai, một số nhà báo đã sử dụng cuộc họp báo của Thủ tướng Boris Johnson về COVID-19 để hỏi suy nghĩ của ông về cuộc phỏng vấn của bà Oprah. Thủ tướng từ chối cân nhắc ngoài việc nói rằng ông luôn dành sự ngưỡng mộ cao nhất dành cho nữ hoàng và vai trò thống nhất mà bà đang đóng ở đất nước chúng ta, ông nói. Dịch vụ y tế quốc gia của Anh quốc phê duyệt một loại thuốc có giá gần 2,5 triệu đô la một liều. Một loại thuốc được coi là thuốc đắt nhất trên thế giới đã được Dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh phê duyệt. Động thái này có thể thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ sơ sinh và trẻ em mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp. Dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh, NHS England, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, liệu pháp gene tân tiến có tên là Zolgensma không hề rẻ, với giá niêm yết được báo cáo là 1,79 triệu bảng Anh, tức là gần 2,5 triệu đô la Mỹ mỗi liều. Thuốc sẽ được sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị bệnh teo cơ tủy sống, được gọi tắt là SMA, một bệnh di truyền hiếm gặp và thường gây tử vong, gây liệt, yếu cơ và mất dần khả năng vận động. Trẻ sinh ra với bệnh SMA loại 1 nặng, dạng phổ biến nhất của tình trạng này, có tuổi thọ chỉ là 2 năm. Loại thuốc này sẽ được cung cấp trong dịch vụ y tế của Vương quốc Anh, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí tại thời điểm đó, với mức giá công bằng cho người nộp thuế sau một thỏa thuận bí mật mang tính bước ngoặt do dịch vụ NHS England thực hiện. Giám đốc điều hành Simon Stevens của hãng thông báo, cơ quan NHS England không tiết lộ mức giá phải trả. Loại thuốc Zolgensma được sản xuất bởi Novartis Gene Therapies thuộc hãng dược phẩm Novartis của Mỹ đã được chứng minh trong các nghiên cứu giúp trẻ sơ sinh đạt được các mốc phát triển như thở mà không cần máy thở, tự ngồi dậy, bò và đi lại sau một lần tiêm truyền. Dữ liệu mới nhất cho thấy Zolgensma có thể cải thiện nhanh chóng và kéo dài chức năng vận động cho trẻ nhỏ mắc bệnh SMA loại 1 và kéo dài tuổi thọ. Theo cơ quan NHS, có tới 80 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mỗi năm có thể được hưởng lợi từ liệu pháp gene này. Trong khi đó, tại châu Á, Thái Lan sẽ giảm thời gian cách ly cho du khách đã tiêm vaccine. Bắt đầu từ tháng tới, Thái Lan sẽ giảm thời gian cách ly bắt buộc từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với du khách đã được tiêm vaccine chống lại coronavirus, theo Bộ trưởng Bộ Y tế nước này cho biết vào hôm thứ Hai. Việc tiêm phòng phải được thực hiện trong vòng 3 tháng trước khi đến quốc gia này và du khách vẫn phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Người chưa được tiêm chủng nhưng có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 cần cách ly 10 ngày. Các giới hạn chuyến bay của Thái Lan yêu cầu nhập cảnh nghiêm ngặt và kiểm dịch bắt buộc đối với tất cả du khách là quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của virus ở quốc gia này. Tuy nhiên, những hạn chế đó đã làm suy yếu lĩnh vực du lịch, gây ra tình trạng mất việc làm và đóng cửa kinh doanh trên diện rộng và gây ra sự sụt giảm kinh tế sâu sắc nhất trong hơn 2 thập kỷ. Các biện pháp mới không áp dụng đối với những người đến từ châu Phi. Những người này sẽ vẫn bị cách ly trong 2 tuần do lo ngại về các biến thể khác của virus. Những công dân Thái Lan đã được tiêm phòng mà không có giấy xác nhận kết quả âm tính với coronavirus cần phải trải qua 1 tuần cách ly sau 2 lần xét nghiệm âm tính tại nước này. Sau tháng 10, nếu Thái Lan tiêm chủng cho 70% nhân viên y tế và các nhóm có nguy cơ,
có thể nới lỏng hạn chế hơn và có thể miễn hoàn toàn việc kiểm dịch. Cho đến nay, Thái Lan đã tiêm vaccine cho 27.497 người, chủ yếu là nhân viên y tế sử dụng vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc. Quốc gia này đã đặt 61 triệu liều vaccine AstraZeneca. Các đợt tiêm chủng hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7899 đô la Mỹ và bằng 0,6659 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.113 đồng Việt Nam theo Axie.com vào lúc 6 giờ 08 tối. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.683,23 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bản tin Canada của ngày 8 tháng 3 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.